Của những chiếc xe này thì bên em sẽ bao hồ sơ cho các bác để về tên về chủ nhé. Bây giờ thì em sẽ cho các bác xem một vòng xung quanh chiếc xe này. Chiếc xe BT50 này được trang bị màu sơn đen, la răng đúc 4 bánh còn đẹp và lốp khá mới các bác nhé. Lốp khá mới luôn. Về sơn si thì chiếc xe này còn khá là đẹp. Máy móc ngon và gầm bệ chắc. Nói chung là một chiếc xe BT50 đời 2014 như này thì khá là đẹp. Và bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng. Vâng, các bác là có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em nhé. Em theo số điện thoại 0789 323 799. Một chiếc BT50 đời 2014. Và xe còn khá là đẹp, hai cầu. Máy 2.2, máy dầu luôn các bác nhé. Máy dầu là 2.2 ạ. Em sẽ cho các bác xem một vòng xung quanh xe và sau đó em sẽ cho các bác xem chi tiết ở từ bên trong. Về xe thì còn khá là đẹp và lốp đáp cũng còn mới các bác nhá. Đây là từ cái lốp này. Em cho các bác xem từ cái lốp. Lốp còn khá là dày luôn. Xe về sơn si thì còn đẹp các bác nhá, không có bị xước xác hay bị làm sao cả. Em sẽ cho các bác xem về nội thất này. Nội thất thì một chiếc xe BT50 đời 2014 cũng còn khá đẹp. Tất cả các tab ly trên nó còn khá đẹp các bác nhá. Bao zin luôn. Xe thì keo chỉ zin từ trên xuống dưới luôn các bác nhá. Keo chỉ zin. Nội thất thì khá đẹp luôn đây. Em cho các bác xem một cái tab ly. Xe thì được trang bị một cái màn hình Android chính inch. Chúng ta có thể đi đường dài và giải trí cũng rất là tuyệt vời. Đây còn một cái màn hình trên này là cam hành trình nữa. Rất đẹp luôn. Xe số sàn hai cầu các bác nhé. Hai cầu điện luôn. Rất là tiện lợi cho chúng ta đi lại và rất là khỏe khi chúng ta đi cái đường dốc hoặc đường đèo. Ghế thì một cái bộ ghế da khá đẹp. Trần vẫn là trần lý nguyên bản các bác nhé. Trần lý nguyên bản luôn ạ. Xe thì các bác về sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một cái gì nữa. Xe bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng. Các bác nào mà có nhu cầu mua thì bên em sẽ hỗ trợ cho các tiền hồ sơ để các bác về sang tên cho chính chủ của mình. Còn các bác nào có nhu cầu mua xe mà chưa đủ tiền thì bên em hỗ trợ về cái phần trả góp. Chiếc xe này thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác trả góp được 50% giá trị của xe. Và cái thủ tục hỗ trợ trả góp thì cũng rất là đơn giản thôi. Bên em cũng sẽ là giúp các bác làm thế nào cho nhanh nhất để các bác mua được xe và tiện lợi nhất. Với cái thủ tục trả góp thì lãi suất trả góp cũng rất là rẻ thôi. Nó chỉ có 0,8% trên một tháng các bác nhé. Ví dụ là 100 triệu thì chúng ta chỉ trả mất 800 nghìn một tháng thôi. Rất là dễ. Và chúng ta được phép trả góp trong vòng 3 đến 5 năm. Em cho các bác xem cái phần nội thất bên này. Về keo chỉ thì em bao zin cho các bác luôn. Không bị va chạm, không bị mất một phân keo chỉ là không đâm đụng các bác nhé. Tất cả các cái vết nhà máy đây vẫn còn nguyên zin, chưa vặn động chạm gì. Táp ly táp lô còn sạch đẹp và không bị bóng mòn. Ghế đẹp mới. Ghế của nó là ghế nguyên bản là lý các bác nhé. Đây là bọc lại một màu mới rồi. Càng tốt không sao cả. Trần vẫn trần lý nguyên. Cái dòng BT50 thì nó khá là cao ráo và máy rất là khỏe. Xe được trang bị kính điện 4 kính, gương kính chỉ điện. Vô lăng thì tích hợp túi khí rồi các bác nhé. Vâng, xe thì bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng thôi. Bao hồ sơ cho các bác để các bác về tên. Và em sẽ cho các bác xem về phần máy này. Và em sẽ lổ máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là khoang máy của chiếc xe BT50 đời 2014. Trước tiên thì em cho xem các bác về cái ca lăng này thì còn rất là nguyên. Kể cả về hai cái mắt đèn. Hai mắt đèn vẫn là sáng và vẫn là nguyên nhé. Không bị vỡ lát gì. Đèn gầm đầy đủ các bác nhé. Không thiếu ạ. Đây, hai đèn hai bên rất là sáng luôn. Và không có vấn đề gì rạn nứt hay bị ố mờ cả. Răng thì vẫn còn nguyên bản đây. Các bác xem từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đây. Xe máy vẫn còn ngon. Và máy lổ rất là giòn căng luôn. Rất giòn căng các bác nhé. Đây là cái chiếc BT50 máy dầu, máy 2.2 và bản nhập. Vâng, xe thì còn khá là chất. Các bác mua về thì sẵn đi thôi. Và bên em sẽ bao cho các bác không có lỗi lầm gì các bác nhé. Vâng, các bác nào có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại mà em ghi bên dưới là 0789 323 799. Và các bác nào đang xem kênh của em cũng không quên đăng ký kênh và bấm một nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Bởi vì bên em thì hàng ngày, ngày nào cũng về xe về liên tục và bán liên tục các bác nhé.
Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các chương trình lần sau.